Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại với bài học tiếp theo trong series video King of Sales by Phan Anh. Và tôi là Phan Anh, ở đây sẽ hỗ trợ các anh chị trở thành một bestseller, trở thành một King of Sales. Bài học hôm nay, trong video này tôi sẽ không làm vòng nữa. Tôi sẽ nói với các anh chị về chiến lược lựa chọn sản phẩm. Tại sao tôi lại đưa ra cái nội dung này trong series bài học này? Bởi vì quan điểm của tôi là nếu như các anh chị mà đang không biết là bán cái gì thì hãy lựa chọn một số gợi ý sản phẩm sau đây để các anh chị có thể khởi nghiệp, có thể bán hàng. Và khi các anh lựa chọn được đúng cái mặt hàng mà mình dễ bán, có khả năng tăng trưởng tốt thì cái cơ hội các anh chị bán được nhiều hàng, có nhiều thu nhập và trở thành bestseller là hoàn toàn khả thi, đúng không ạ? Và đó chính là lý do tại sao mà tôi đưa ra cái video chiến lược lựa chọn sản phẩm giúp bạn bán hàng thành công trong bài học này. Vâng, để không mất thời gian nữa thì chúng ta sẽ đi vào luôn, đúng không ạ? Thế thì tôi không biết là các anh chị đang bán những sản phẩm gì, tôi không biết. Thế nhưng mà tôi có mấy cái tư vấn như thế này. Đây là một số những cái gợi ý để giúp các anh chị lựa chọn được cái sản phẩm đúng cho mình, đúng không ạ? Vâng, thí dụ như thế này ạ. Sản phẩm chúng ta lựa chọn thì nên là những sản phẩm có dung lượng thị trường lớn. Dung lượng thị trường được hiểu ở đây tức là cái khả năng mua hàng, cái khả năng tiêu thụ và mình có thể tăng trưởng doanh số trong tương lai, có đúng không ạ? Nên như vậy, ví dụ như thời trang đó, thí dụ như là phụ kiện thời trang, phụ kiện công nghệ, thí dụ như là mỹ phẩm đó, chúng ta thấy là cái doanh thu nó rất là lớn. Hiện nay tôi được biết là có rất nhiều các thương hiệu mỹ phẩm theo kiểu của Việt Nam, những cái mặt hàng như kem trộn, kem tắm trắng, dưỡng da này khác, thì doanh số của họ có thể đạt là từ 30 đến 50 tỷ một tháng. Hoặc là thời trang, những cái thương hiệu thời trang lớn họ có thể đạt là mức khoảng 50 đến 100 tỷ một tháng, doanh thu là chuyện bình thường bởi vì họ có dung lượng sản phẩm lớn hoặc là đủ lớn, được chưa ạ? Sản phẩm chúng ta lựa chọn là phải có cái tính thiết yếu cao. Tính thiết yếu cao ở đây là gì ạ? Tức là trong số các danh mục sản phẩm cần mua thì họ sẽ lựa chọn những sản phẩm này đầu tiên. Tôi lấy thí dụ như là ăn, mặc, ở, du lịch, giải trí, y tế. Đó là những cái sản phẩm có tính thiết yếu cao. Trời rét thì bắt buộc người ta phải mua quần áo để mặc, không có cách nào khác, đúng không ạ? Đói thì người ta phải ăn. Đấy, thế thì chúng ta có thể là lựa chọn những cái sản phẩm như vậy chúng ta bán. Chúng ta có thể là bán những cái sản phẩm như là đồ ăn vặt, quà ăn vặt đấy, hoặc là cung cấp dịch vụ tiệc hoặc cỗ cho khu chung cư nơi mà bây giờ không có khả năng nấu nướng những cái bữa tiệc đông người đó, thì chúng ta nhìn nhận ra cái nhu cầu thị trường như vậy, đúng không ạ? Đấy, thế rồi thì chúng ta có thể lựa chọn những cái sản phẩm mà cung cấp với những cái sản phẩm mà nó mang tính chất bù đắp thiếu hụt tại thị trường địa phương. Thí dụ như ở Hà Nội, ở Thành phố Hồ Chí Minh thì cái việc chúng ta mua các mặt hàng nó rất là dễ bởi vì ở đây cái gì cũng có. Thế nhưng mà về địa phương, về tỉnh một chút, đúng không ạ, thì chúng ta thấy rằng là rất là khó để mua, đúng không? Có rất nhiều thứ thiếu thốn, kể cả hệ thống siêu thị ở cấp huyện, cấp thị xã cũng rất khó để cung cấp đầy đủ cho chúng ta. Thì tôi lấy thí dụ cái sản phẩm như vậy như là đông y, đúng không ạ, như là thuốc bổ, chúng ta cung cấp những cái sản phẩm như vậy hoặc là hàng xách tay tại các thị trường địa phương nó rất là thiếu, nó không được đa dạng và mạnh mẽ như ở Hà Nội. Thì đó chính là cái cách mà chúng ta sẽ nhìn nhận ra những cái sản phẩm, nhìn nhận ra cái thị trường để giúp chúng ta có thể làm thành công hoặc là bán hàng tốt hơn, đúng không ạ? Sản phẩm nên tập trung vào những cái khách hàng đối tượng có tiền, thu nhập bình quân trung bình trở lên, trung bình khá trở lên, đúng không ạ? Ví dụ như là tuổi thì nó khoảng độ từ 22 cho đến khoảng 45 tuổi, và online nhiều thì chúng ta có thể bán hàng trực tuyến tốt, đúng không ạ? Vâng. Thế rồi thì chúng ta cũng có thể đi theo một cái chiến lược là tung ra các cái sản phẩm độc lạ, đúng không ạ? Những cái sản phẩm đòi hỏi là chúng ta phải đi nhiều, nghiên cứu sâu hơn. Những cái sản phẩm độc lạ như thế thì chúng ta cũng có thể là bán nó hơi ít một chút, nhưng mà cái sự độc đáo của chúng ta sẽ giảm bớt cái sự cạnh tranh của thị trường và khách hàng chỉ có chúng ta để lựa chọn mà thôi, đúng không ạ?
Thế rồi thì chúng ta cũng phải lựa chọn những cái sản phẩm theo những cái tiêu chí mà có cái biên độ lợi nhuận nó cũng phải cao một chút, tối thiểu khoảng 2 lần trở lên. Ví dụ giá mình bán là giá mình sản xuất ra là 1 hoặc là nhập vào là 1 thì giá bán ra phải từ 2 đến 3 trở lên. Đấy, tức là ta dùng công thức nhân 2 nhân 3 thì chúng ta mới sống được, chúng ta mới có tiền chi trả cho việc thuê mặt bằng, chi trả lương nhân viên, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta phải trả lương cho chính chúng ta, là trả tiền làm quảng cáo, vân vân. Thế nếu mà sản phẩm mà không có cái khả năng lợi nhuận như vậy thì cũng vẫn làm được, nhưng mà chúng ta phải sử dụng những phương pháp khác để chúng ta có thể là bán được hàng. Chứ nếu không thì chúng ta sẽ không bán được, bởi vì chúng ta không có chi phí. Tôi thấy có nhiều bạn là hàng nhập giá là 1, bán giá 1,2, bán giá 1,3 thì rất khó bán, bởi vì mình không có tiền để làm gì cả. Đấy. Và thực tế trên thị trường thì có rất nhiều sản phẩm họ nhân 5, nhân 7, nhân 10. Ví dụ như mỹ phẩm chẳng hạn, thì thường những cái mỹ phẩm ở Việt Nam tôi thấy có rất nhiều nhãn, hoặc nước ngoài cũng vậy, là họ có thể nhân 5, nhân 7 trở lên. Hoặc là ví dụ như là cái thương vụ như là Khải Siêu, các bạn vừa biết trong thời gian gần đây, đúng không ạ? Thì họ bán một cái khăn là giá là 600, khoảng 50.000. Đấy thì giá nhập vào thực tế chỉ khoảng 30.000. Thì như vậy họ có thể nhân đến khoảng 20. Tất nhiên là có rất nhiều các khoản chi phí như là tiền lương nhân viên, tiền thuê mặt bằng, nộp thuế rồi vân vân. Nhưng ý tôi muốn nói là cái mức khoảng độ 15 đến 20 lần thì cũng là cái mức siêu lợi nhuận khủng khiếp, đúng không ạ? Đấy. Thế chúng ta cũng có thể đi theo cái chiến lược sản phẩm là sản phẩm khó tìm kiếm, khó mua, đúng không ạ? Chúng ta cung cấp. Đấy, ví dụ như sản phẩm chúng ta lấy từ vùng cao đưa xuống Hà Nội, hoặc là từ sản phẩm từ Hà Nội đi các tỉnh, rồi thì từ nước ngoài về Việt Nam và từ Việt Nam đi nước ngoài. Đấy, hôm vừa rồi thì tôi có tư vấn cho một bạn là bán một cái tinh dầu bưởi, tức là chất xuất từ vỏ bưởi tinh khiết ra, là một cái chai tinh dầu bưởi 30ml như này, giá nhập vào là đã là hơn 300.000 rồi, và bán ra phải đến 500-600 thì mới bán được. Thế thì tôi có tư vấn là bạn có thể dùng cái sản phẩm đó và bán ra thị trường thế giới, bởi vì ở thế giới thì người ta mới sẵn sàng mua những cái tinh dầu như vậy với cái mức giá rất là cao. 20-30 đô la đối với họ không phải là vấn đề, nhưng mà đối với chúng ta 20-30 đô la mua một chai tinh dầu như vậy cũng khá là đắt, đúng không ạ? Vâng. Và tôi cũng có đề nghị là phải cải tiến bao bì lên, trông nó sang hơn, dán nhãn mác cẩn thận vào, bởi vì tôi nhìn thấy cái sản phẩm như vậy nó không được yên tâm lắm, đúng không ạ? Đấy thì ý tôi nói là những cái sản phẩm khó kiếm, khó tìm, khó mua là như vậy. Hoặc là gì ạ? Chúng ta cũng có thể là đi theo những cái sản phẩm có tính năng tái mua. Đấy. Thế thì lựa chọn những cái sản phẩm có khả năng tái mua sẽ giúp cho người bán hàng sẽ ít phải tìm kiếm khách hàng mới, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta bán quần áo thì nếu mà sản phẩm của chúng ta tốt thì cứ liên tục chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ bao nhiêu phần trăm đó khách hàng sẽ tái mua. Hay là nhà hàng cũng thế. Nhà hàng bây giờ mà các bạn đông khách thì các bạn có luôn 50-70% các khách hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ ở nhà hàng của chúng ta thì rất là tuyệt vời, có đúng không ạ? Cái vấn đề của cái sản phẩm tái mua đó chính là chúng ta phải thỏa mãn cái nhu cầu chất lượng và giá cả đối với khách hàng thì họ mới quay trở lại tái mua, còn nếu không thì họ sẽ bye bye, đúng không ạ? Vì thế là các cái sản phẩm phải có chất lượng phù hợp với mức giá và đem lại sự thỏa mãn cho khách hàng. Đấy. Thế rồi thì chúng ta có thể là gì ạ? Làm lựa chọn cái sản phẩm mà theo cái tính mùa vụ, hoặc là theo xu hướng, hoặc là theo thời thượng, đúng không ạ? Thỉnh thoảng chúng ta nhìn thấy một cái xu hướng là nó đang mốt cái sản phẩm này, đang mốt cái sản phẩm kia, thì chúng ta có thể đánh hàng theo xu hướng, chúng có thể tạo sản phẩm ăn theo xu hướng, ăn theo mùa vụ, đúng không ạ? Ví dụ như là thời tiết bây giờ đang lạnh rồi, đúng không, thì chúng ta có thể ra những cái dòng áo vest, áo demi, quần legging cho phụ nữ, hay là đồ lót là mùa đông, đúng không ạ? Chúng ta có thể đưa ra những khái niệm mới như vậy. Ăn theo dịch bệnh, chúng ta có cái dịch đau mắt đỏ, đúng không, thì chúng ta có thể sản xuất ra tăng cường những cái sản phẩm trị đau mắt. Hay là dịch sốt xuất huyết thì chúng ta có thể nhanh chóng là bán những cái sản phẩm đuổi muỗi, bôi thuốc muỗi, vân vân. Những cái sản phẩm như vậy giúp chúng ta dễ dàng hớt bán được thị trường, đúng không ạ? Cái mức giá chúng ta lựa chọn cái sản phẩm để bán thì ví dụ như là chúng ta bán ở trên mạng thì có thể dao động trong khoảng từ 300 đến 800 nghìn. Cao hơn cũng được, nhưng mà cao hơn thì nó sẽ khó bán ở trên mạng hơn. 1 triệu, 2 triệu cũng bán được tốt, không vấn đề gì cả.
Nhưng mà cái nhóm mà người ta mua trên mạng nhiều nhất là khoảng độ 300-800 nghìn. Thế còn chúng ta có thể bán được rất nhiều sản phẩm nữa, đúng không ạ? Vâng. Thế rồi thì nếu mà chúng ta có thể là gì ạ? Lựa chọn những cái sản phẩm mà có sẵn các cái hình ảnh, có sẵn các cái video mà có sẵn ở trên mạng, ví dụ như là hàng của các thương hiệu, hàng tàu, đúng không? Và chúng ta cố gắng hạn chế bán những cái hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Bởi vì rất có thể chúng ta sẽ vi phạm pháp luật, hoặc là chúng ta sẽ bị từ chối quảng cáo, hoặc là chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái vấn đề khách hàng tẩy chay, vân vân. Tất nhiên tôi cũng không loại trừ về những cái trường hợp các bạn đang bán hàng giả, hàng nhái, hàng fake rất là thành công, đúng không ạ? Thế thì cái việc này các bạn nên cân nhắc một chút, được chưa ạ? Thế rồi nếu mà như các bạn mà đã có sản phẩm rồi, đang phải bán thì sao? Tức là tôi đưa ra những gợi ý là sản phẩm mới, nhưng mà bây giờ với cái sản phẩm mình đang bán là gì? Mình đang bán một cái sản phẩm rồi thì mình làm thế nào? Đấy, nếu mình có sản phẩm thì mình phải làm gì? Thế thì mình phải nghĩ đến chiến lược đổi mới sản phẩm. Đổi mới sản phẩm như thế nào? Đúng không ạ? Tức là chúng ta sẽ phải đổi mới thương hiệu, đổi mới bao bì, đổi mới cái tính cách của sản phẩm, đặc tính của thương hiệu, hay là tính năng của sản phẩm. Có rất nhiều các phương pháp đổi mới sản phẩm, như là thay bao bì, rồi thì thay kích cỡ, đúng không ạ? Đổi sang các định dạng khác. Đấy, rồi thì tạo thêm những tính năng mới cho sản phẩm. Rồi thì trong cái hình dạng mới cho sản phẩm, tức là chúng ta liên tục chúng ta cải tiến sản phẩm để cho khách hàng thêm khát khao. Chúng ta có thể hiểu nôm na giống như iPhone hoặc là Samsung ấy ạ. Nó đi từ iPhone 1 đến iPhone X, rồi iPhone 11, iPhone 12. Samsung thì nó cũng có đi từ Note 1 cho đến Note 8, S1 cho đến S8, S9, S10, SX, kiểu như thế. Thì đó là cái sự cải tiến sản phẩm, đổi mới sản phẩm liên tục để tạo ra nhu cầu mới cho khách hàng. Vì tôi biết rằng rất nhiều bạn ở đây là cũng có thể là gì ạ? Kiểu như là mình thấy là mình có sản phẩm rồi, mình đang bán tốt rồi, mình thấy không có vấn đề gì lắm. Nhưng mà thực tế là nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ như vậy thì có thể là khách hàng của chúng ta sẽ không nghĩ như vậy. Khách hàng của chúng ta sẽ rời bỏ chúng ta đi, bởi vì đối thủ luôn luôn cải tiến và thị trường luôn có những cái sản phẩm mới cho chúng ta lựa chọn, có đúng không ạ? Đấy, thế chúng ta tạo thêm các thương hiệu, tạo thêm các phân khúc. Ví dụ như là tôi thấy là mì chẳng hạn, mì tôm có những cái thương hiệu nó rất là thành công, thì người ta có thể tạo ra thêm những cái thương hiệu mới để đảm bảo là vẫn tăng trưởng được và giảm bớt sự phụ thuộc vào một thương hiệu. Nếu mà khi một thương hiệu họ đổ bể thì cái rủi ro rất là lớn. Đấy cũng là một cái chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và đa dạng hóa thương hiệu. Đấy, bây giờ chúng ta cũng có thể đa dạng hóa về mặt giá bán, về mặt phân khúc và về mặt thị trường. Chúng ta cũng có thể phát triển thêm các kênh bán hàng mới, đúng không ạ? Và đặc biệt là chúng ta phải tập trung vào các chính sách chăm sóc khách hàng trước, trong và sau bán tốt, tạo ra những bộ chính sách bán. Và trong cái chương trình này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra cái bộ chính sách tuyệt vời, đúng không ạ? Đấy. Thế rồi tiếp tục là chúng ta cũng làm gì ạ? Làm những cái tìm kiếm những cái sản phẩm thay thế và chú trọng đến các cái vấn đề mà cái nhu cầu của khách hàng. Xem là nhu cầu khách hàng trong tương lai là gì, mình phải ước đoán ra được, đúng không ạ? Xem xu hướng kinh doanh là gì. Đấy, thế rồi thì chúng ta cũng phải nghiên cứu là xem mình đang có gì, xem người ta có gì và xem khách hàng mua gì, để chúng ta liên tục chúng ta làm thỏa mãn các nhu cầu mới của khách hàng, hoặc thậm chí là tạo ra những nhu cầu không có trong hiện tại mà trong nhu cầu trong tương lai. Đấy. Một cái ý nữa là tôi muốn nói là cái sự thận trọng. Thì tôi khuyên các anh chị nên thận trọng cái việc lựa chọn các cái sản phẩm hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm pháp luật, đúng không ạ? Chúng ta cũng nên thận trọng khi lựa chọn những cái sản phẩm có chi phí vận chuyển cao, cồng kềnh. Đấy, và hàng mà có date ngắn, đúng không ạ? Ví dụ hàng mà có cái thời hạn sử dụng ấy, thì những cái date ngắn quá thì chúng ta cũng rất là khó phát triển được, đúng không ạ? Đấy, rồi thì chúng ta cũng tránh những cái hàng dễ mua dễ thấy, bởi vì mua dễ thấy thì người ta sẽ không mua trên mạng đâu. Ví dụ như bán gạo chẳng hạn, thì gạo bây giờ ở chỗ nào chẳng có. Thế những cái hàng như thế thì chúng ta tạo ra cái lợi thế cạnh tranh rất là thấp, đúng không? Thế đây là một cái ví dụ, một số những cái ví dụ thành công. Đấy, ví dụ như là các bạn có thể bán hàng sách tay Đức, hàng sách tay châu Âu, Nhật Bản, hàng tiêu dùng Nhật Bản, vân vân. Đấy, thuốc thang, sữa bỉm rất nhiều. Đấy, rồi các bạn có thấy là trên mạng cũng có rất nhiều người bán hàng đông y, bán mỹ phẩm, thời trang, lợi nhuận rất là cao, đúng không ạ? Hàng Việt Nam xuất khẩu, hay là bán thức ăn chín phục vụ tại nhà,
hay là bán đồ ăn vặt phục vụ tại công sở. Thì bây giờ tôi thấy là công sở người ta cũng ăn tiêu rồi cũng đồ ăn vặt rất nhiều đấy, rồi thậm chí cơm hộp mình phục vụ tại công sở như vậy nữa, đúng không ạ? Thế rồi thì hàng thời trang Zara, HM chính hãng, sách tay về hay là váy đầm bầu cho những cái mẹ bầu xinh đẹp và sành điệu. Tức là tôi muốn nhấn mạnh đến là cái dòng hàng của các bạn là phải tập trung vào một cái phân khúc rất là rõ ràng đấy. Thế rồi thì có thể là đồng hồ, nước hoa, đúng không ạ? Rất nhiều rất nhiều đấy. Son môi handmade đấy, chúng ta có thể làm ra các cái mỹ phẩm handmade mà theo cái phương pháp tự chế bằng những cái chất liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên đấy. Vô vàn những cái ví dụ rất là thành công. Hoặc là chúng ta đi vào một cái thị trường ngách, ví dụ như là hàng thời trang nhưng mà là hàng big size, mình phân khúc của mình là đi vào một cái thị trường ngách phục vụ cho một tập khách hàng cụ thể. Cái hàng đẹp như chúng ta đang mặc ở đây, quần áo chúng ta nhìn thấy rất là đẹp, bởi vì tôi với các bạn là có thân hình bình thường, rất là dễ mua đồ. Thế nhưng mà có những người ta làm sao? Người ta bị béo hoặc là người ta bị mập vì những nhiều lý do khác nhau. Thế thì các bạn thấy là nó có nhiều cái vấn đề. Chúng ta có thể phân khúc đó, chúng ta tập trung vào. Và tôi biết một số những cái người mà người ta bán hàng big size ấy, bán trực tuyến thôi, doanh thu cũng có thể đạt 1 tỷ đến 2 tỷ một tháng, và lợi nhuận đạt 40-50%, rất là tốt. Đó, đấy là chúng ta lưu ý một chút nhé. Vâng, thế thì vừa rồi là tôi mới gợi ý cho các anh chị một số những cái ý tưởng, một số những ý tưởng để các anh chị bắt đầu tìm kiếm cho những cái sản phẩm phù hợp để mình có thể bán thêm, bán chéo, đúng không ạ? Hoặc là mình sẽ bắt đầu với công việc kinh doanh của mình, bởi vì nghề sale sẽ được bắt đầu với việc là chúng ta biết bán hàng, biết lựa chọn sản phẩm và biết nghiên cứu thị trường. Đấy. Ngoài ra khi mà chúng ta đã biết bán hàng rồi thì chúng ta phải biết cách tối ưu hóa hệ thống, quy trình, đúng không ạ? Và chúng ta phải biết đào tạo nhân viên để chúng ta có hệ thống bán hàng tự động hay là các mạng lưới, đúng không ạ? Đấy, thế nếu mà chúng ta không có tiền thì chúng ta có thể lựa chọn các cái sản phẩm mà có cái lợi thế về việc là chúng ta sẽ được nợ, được trả góp, trả sau, mua nước bọt đấy, tôi hay nói thế, đúng không? Thì đó là những cái ý tưởng quan trọng ban đầu để giúp các bạn có những cái hình về sản phẩm và dịch vụ để các bạn lựa chọn. Thế còn nếu mà các bạn không được lựa chọn, đúng không ạ? Các bạn đi làm thuê cho người ta, các bạn làm sale, bán bất động sản, bán bảo hiểm, các vân vân, thì những cái sản phẩm đấy đã có rồi, thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất, đấy là chúng ta phải cải thiện kỹ năng bán hàng, chúng ta đem lại nhiều giá trị và cảm xúc cho khách hàng hơn, có đúng không ạ? Và chúng ta hãy lựa chọn những cái sản phẩm và dịch vụ càng tốt, chất lượng để bán cho khách hàng. Cũng là một đời làm sale thì theo tôi thì cố gắng là đừng nên bán những cái sản phẩm xấu, sản phẩm kém chất lượng để lừa dối người tiêu dùng, đúng không ạ? Và tôi hay nói vui đấy, gọi là bán gì thì bán chứ đừng bán lương tâm, đúng không? Ok, như vậy là tôi vừa trình bày với các anh chị xong các ý tưởng cơ bản để giúp các anh chị định hình tốt hơn trong cái quá trình kinh doanh. Nếu như các anh chị có câu hỏi nào hoặc một cái góp ý nào cho tôi thì hãy xin liên hệ với tôi và trò chuyện cùng với tôi. Xin được cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này. Xin hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn rất nhiều.